Trên Twitter ngày 7 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump có dòng trạng thái chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đặt câu hỏi về quan hệ của WHO với Trung Quốc về độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 bị che giấu lúc đầu, đồng thời dọa có thể sẽ cắt tiền đóng góp liên quan việc tổ chức này xử lý đại dịch. WHO thật sự gây choáng, nhận tiền phần lớn từ Mỹ rồi xem Trung Quốc là trung tâm. Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận chuyện này. May mắn là tôi đã bác lời khuyên của họ lúc đầu là mở cửa biên giới với Trung Quốc. Tại sao họ đưa ra cho chúng tôi một khuyến cáo sai lầm đến thế? Ông Trump viết trên Twitter. Theo Fox News, thời gian gần đây ngày càng nhiều người đặt câu hỏi về phản ứng của WHO với đại dịch. Trong đó có chuyện hồi tháng 1, WHO cung cấp thông tin bằng cách dẫn lại các phát hiện ban đầu từ nhà chức trách Trung Quốc giảm độ nghiêm trọng của virus corona chủng mới. WHO nợ thế giới một lời giải thích tại sao họ dẫn lời của Trung Quốc. Đã có rất nhiều đau thương xảy ra vì sự quản lý kém thông tin và thiếu minh bạch từ phía Trung Quoc. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley chỉ trích WHO và cả Trung Quốc trên Twitter. Nhiều nghị sĩ Mỹ cũng bức xúc chuyện WHO nhận tiền nhiều từ Mỹ mà thiên vị Trung Quốc, đối thủ địa chính trị của Mỹ. Tháng trước, Hạ viện và Thượng viện Mỹ cùng giới thiệu một nghị quyết kêu gọi Tổng Giám đốc WHO rút lại phát ngôn mà các nghị sĩ Mỹ gọi là tuyên bố sai lệch lớn về sự ủng hộ cho phản ứng của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngày 20 tháng 3, ông Tedros, Tổng Giám đốc WHO từng lên Twitter khen ngợi Trung Quốc rằng lần đầu tiên hôm qua Trung Quốc thông báo không có ca nhiễm COVID-19 nội địa. Đây là một thành tựu tuyệt vời cho tất cả chúng ta niềm tin rằng virus corona có thể bị đánh bại. Thượng nghị sĩ Martha McSally kêu gọi ông Tedros từ chức cũng như kêu gọi WHO ngừng che đậy cho Trung Quốc. Mỹ là nước đóng góp tài chính nhiều cho WHO, phần lớn các hóa đơn của WHO đều được Mỹ thanh toán. Mức đóng góp cố định của Mỹ là 116 triệu USD một năm. Tuy nhiên, bên cạnh đó hàng năm, Mỹ cũng thường tự nguyện đóng góp thêm cho WHO từ 100 đến 400 triệu USD nữa để tài trợ cho các dự án cụ thể. Chẳng hạn, số tiền Mỹ đóng góp thêm cho WHO năm 2017 là 400 triệu USD, có nghĩa là Mỹ đã chi tổng cộng hơn 500 triệu USD trong năm này, tương đương 1/8 ngân sách năm của WHO. Ngân sách hoạt động của WHO năm 2017 là hơn 4 tỷ USD. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.